Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Văn Hóa Hỏi Triều. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh YouTube của chúng mình thì có thể bấm lại ngay một nút chuông và đăng ký bên cạnh. Chúng mình sẽ có rất là nhiều nội dung video hay và khác dành cho các bạn ở phía sau nhé. Năm 2009 thì khi Seiko họ đã sở hữu hoàn toàn vốn cổ phần của Orient thì một bước đưa hai thương hiệu này, đưa cái thương hiệu chú sư tử này về cùng một nhà luôn. Nhưng mà từ đó tới nay Seiko và Orient họ vẫn duy trì hai kiểu thiết kế ngôn ngữ độc lập với nhau, không ai hòa quyện cũng như là không ai giẫm chân vào nhau nã. Đó là một trong những điểm mà mình cảm thấy là quyết định khá đúng đắn tới từ nhà của Seiko. Điều đó nó sẽ cung cấp cho khách hàng là những chiếc đồng hồ chúng ta sẽ đa dạng hơn nè, hấp dẫn hơn, phù hợp với nhiều nhu cầu riêng của khách hàng. Và đối với những chiếc đồng hồ mà với mức giá là tầm trung, máy pin thì các bạn sẽ thấy được sự ưu ái của hai hãng đồng hồ này đầu tư rất là chỉnh chu. Mặc dù á về mức giá thì đôi khi nó sẽ bằng với những đối thủ cạnh tranh khác, nhưng mà về chất lượng thì chúng ta sẽ thấy chất lượng nó nhỉnh hơn hoàn toàn. Các bạn có thể cảm nhận được. Ở video này chúng ta cùng nhau làm một video để so sánh thử là một chiếc đồng hồ, hai chiếc đồng hồ nam, một phiên bản đồng hồ là Coraf tới từ Seiko và một phiên bản là Coraf tới từ Orient, thì liệu xem là hai chiếc đồng hồ này sẽ có nhược điểm gì hay và đâu sẽ là chiếc đồng hồ để chúng ta đáng lựa chọn trong tầm giá là dưới 5 triệu mua sắm được Tết này nhé. Đầu tiên bên tay trái của mình đây là một chiếc đồng hồ Seiko thì chắc chắn các bạn cũng quá quen rồi. Tại vì trước đây mình đã từng review một phiên bản mà dây da, thì ngày hôm nay mình mang tới cho các bạn một phiên bản mà dây thép không rỉ thế này để các bạn có thêm những option nè, sự lựa chọn. Và chiếc đồng hồ này thì nó sẽ có mã SKS545B1 và mức giá bán niêm yết của nó tại chỗ hệ thống của showroom Hỏi Triều sẽ là 4.820.000. Còn riêng chiếc đồng hồ Orient ở đây thì nó sẽ có mã là FKU0003W0 và mức giá bán của nó đang niêm yết tại chỗ hệ thống của showroom Hỏi Triều sẽ rơi vào khoảng là 3.810.000. Thì tổ hình chung thì hai chiếc đồng hồ này nó lệch nhau mức giá là 1.010.000 đó. Tuy nhiên thì không phải là lệch chứng tỏ là chiếc Seiko sẽ ngon hơn đâu, mà đôi khi chiếc Orient này nó lại thắng thế thì sao, thì chúng ta còn phải xem kỹ hơn ở nội dung video này để xem là chiếc đồng hồ nào nó sẽ hợp lý hơn và nó đáng hơn. Đặc điểm chung của hai chiếc đồng hồ này thì như lúc nãy mình có nói thì đây là hai mẫu nam Coraf, cho nên các bạn sẽ thấy nó sẽ có một số đặc điểm cũng như là về nút bấm nè, mặt đeo bên trong nè, nó sẽ có những đầy đủ thông tin phục vụ cho chức năng là stopwatch, bấm giờ thể thao. Bây giờ mình sẽ nói kỹ về thông tin của từng chiếc đồng hồ đi, và trong lúc nói thì mình sẽ so sánh qua lại để các bạn có một cái nhìn nó trực quan hơn. Rồi, ở phiên bản Seiko này thì các bạn sẽ có đường kính ngang xe mặt của nó rơi vào khoảng là 42mm nè, và độ dày tổng thể của chiếc đồng hồ này sẽ là 12mm. Đấy, mình sẽ ướm thử trên cổ tay 17.5 của mình để bạn xem là nó sẽ như thế nào nhé. Đây, đấy, cũng khá là ok. Và mình có một cái điểm mà mình chưa có ưng ý lắm, có lẽ là từ bộ dây này. Tại vì đây là một trong những chiếc đồng hồ gọi là tầm giá phổ thông mà, cho nên mặc dù dây là chất liệu thép không rỉ, tuy nhiên thì nó ở dạng là thép họ gặp với nhau, họ cuộn lại. Cho nên khi mình lắc thế này, các bạn sẽ nghe cái tiếng lách cách của nó, nghe nó không có thích tai bằng cái phần là gọi là dây thép đặc. Và đồng thời thì phần lách dây nó hơi dư một xíu, nó sẽ tạo cái kẽ hở ra. Thì cái việc này các bạn nhìn vào, các bạn sẽ thấy gần như là mặt đồng hồ nó to so với cổ tay của mình, bởi vì cái độ cao của nó đã vượt ngưỡng. Phải chi là độ cao của nó sẽ bé hơn một xíu thì nó sẽ phù hợp hơn. Và điều này nó còn tùy thuộc vào cổ tay của mỗi người nữa. Đó là lý do tại sao mà mình luôn khuyên các bạn, nếu các bạn có điều kiện, các bạn nên tới trực tiếp showroom để các bạn được trải nghiệm dịch vụ nè, cũng như là các bạn được xem sản phẩm trên tay như thế nào để chúng ta đưa ra một cái quyết định cũng như là một cái sự lựa chọn nó phù hợp, nó đẹp nhé. Về phần bản khóa của chiếc đồng hồ này thì các bạn sẽ có hai nút bấm ở đây, bấm để mở ra một phần bản khóa mỏng. Nắp lưng của chiếc đồng hồ này là một tấm thép không rỉ khá là dày, và trên này sẽ khắc những cái thông tin như Seiko, máy, số series đầy đủ cho các bạn. Và nó sẽ có một cái phần mà hoàn thiện là đóng cái đai ốc này vào. Mình thì mình thích cái kiểu mà đóng cái đai ốc này hơn, bởi vì khi đóng thế này á, các bạn sẽ mở ra một cách rất là dễ dàng. Chúng ta cần một cái tool đưa hai cái thanh gọi là thanh thép vào đây và xoay ngược chiều đồng hồ là mở ra. Còn nếu với một số dạng mà nảy lên hay là bắt ốc á, thì đôi khi nó sẽ không kín bằng hay là nó sẽ bị vên nắp. Còn riêng loại này, nếu mà đã vô răng thì sẽ vô răng hết toàn bộ luôn, cho nên cái loại này thì mình khá là chắc chắn. Và đồng thời là cái phần nắp pin đó nó sẽ giúp cho chiếc đồng hồ chúng ta có khả năng chống nước cao hơn. Điển hình như mẫu đồng hồ này thì nó sẽ có thể chống nước được khoảng là 100 mét nước. Còn mẫu đồng hồ Orient thì sao? Orient thì nó cũng có kích thước ngang xe mặt là 42mm. Tuy nhiên về độ dày tổng thể chiếc đồng hồ này thì nó sẽ mỏng hơn khá là nhiều.
Đấy, mình nghĩ nó mỏng hơn nhiều là bởi vì cái phần nắp lưng của chiếc đồng hồ này được làm mình thấy nó mỏng hơn nè, chứ không phải là nó dày nữa. Và nó cũng làm ở dạng là đường tròn đồng tâm, một tấm thép họ ốp vào và sẽ có dạng là xoáy ốc đóng vào. Đấy. Tuy nhiên thì mình thấy tấm thép này nó cũng mỏng và mức độ chống nước của chiếc đồng hồ này thì nó vẫn duy trì được khoảng là 100 máy nước, tương tự như là mẫu Seiko vừa rồi. Mình sẽ ướm thử trên cổ tay 17.5 nhé. Đấy, khá là vừa vặn và đẹp. Mình thì mình có thể gọi là mình thích cái bộ dây của chiếc đồng hồ Orient này hơn, bởi vì nó sẽ có những cái phần mà góc cạnh nhìn nó sẽ cơ bắp hơn, nó mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên thì cái nhược điểm của chiếc đồng hồ này thì cái phần lớp dây nó cuộn lại thì nhìn nó khá là thô. Đấy, nó không có phải dạng mà nó liền lạc và nó vuốt phẳng như là Seiko đây, mà nó làm ở dạng là hơi thô một xíu. Mình nghĩ là do họ đánh bóng á, và việc đánh bóng thế này thì nó sẽ phô ra được khá là nhiều khuyết điểm đến những phần mà bộ dây gặp thế này. Quay trở lại mặt trước trên hai chiếc đồng hồ này thì các bạn sẽ có phần viền của nó, thì một chiếc Orient á họ sẽ đánh bóng phần viền luôn, còn riêng Seiko thì họ sẽ mạ cái phần là BVD màu đen. Cái việc mà mạ BVD màu đen thì nhìn chiếc đồng hồ chúng ta sẽ sang trọng hơn này, giống như là vân đá. Tuy nhiên thì khi các bạn sử dụng trong một thời gian dài, chúng ta bị ma sát nè, trì xước đi mưa hay là bụi nè, nó sẽ xước đi cái phần viền này và chúng ta không thể nào đánh bóng được. Nếu đánh bóng thì bạn sẽ bay luôn cái lớp mạ bảo vệ này, nó sẽ xấu đi. Còn riêng Orient, dù các bạn có bị xước lông mèo hay các bạn có bị ma sát gì đó thì bạn có thể đánh bóng spa làm cách rất là đẹp, ngoại trừ trường hợp là các bạn để nó bị gọi là bị thẹo luôn, là nó bị khuyết sâu thôi, thì cái đặc điểm này chúng ta spa rất là nặng. Và mình sẽ giải thích luôn tại sao một số chiếc đồng hồ mà nó bị xước nặng mà họ vẫn spa được. Thì theo mình tìm hiểu nha, thì họ sẽ chấm hàng, họ sẽ bù trừ vô bên trong đó là một số cái phần mà kim loại mới đó, nó sẽ gồ lên và họ sẽ đầu mài lại cho nó nhẵn. Đấy, giống như quy luật bù trừ vậy, thiếu thì họ đắp vào. Rồi, hai chiếc đồng hồ này để xét về phần mặt số thì mình sẽ cho các bạn tổng cộng là 5 giây để xem là đâu sẽ được trực quan hơn. Thôi 5 giây thì lâu quá thì mình sẽ nghĩ luôn là Orient sẽ cho độ trực quan cao hơn. Bởi vì sao? Bởi khi các bạn nhìn mặt số của Orient này, đây không phải là tại vì là mình ưu ái mặt trắng nha. Bởi vì kim giờ, kim phúc trên mẫu Orient này thì được làm ở dạng thanh kiếm và bên trong của nó đặt nó là một cái phần là bản dạ quang. Cái việc này nó sẽ giúp chiếc đồng hồ dạ quang được nhiều hơn nè, thấy rõ hơn nè. Còn riêng Seiko thì họ sẽ là một cái thanh kim dập rỗng. Đấy, thì khi mình quay góc độ này camera thì đôi khi các bạn sẽ khó thấy thân kim. Ở ngoài thực tế thì bạn có thể thấy nó dễ dàng hơn, vì ánh sáng nó sẽ lóe qua cái thân kim này, giúp các bạn có thể nhìn nó trực quan. Tuy nhiên thì nếu nói về cái độ mà trực quan xem kim thì Orient họ sẽ thắng hơn. Một điểm nữa mà mình nghĩ là Orient sẽ thắng thế so với phiên bản là Seiko, đó chính là dạ quang. Chiếc đồng hồ này thì mình đã từng có một tấm ảnh hay là mình đã có một cái video để mình nói riêng về nó rồi, mình test về mức độ dạ quang của nó rồi. Thì mình không hiểu tại sao nha, một chiếc đồng hồ với tầm giá mà dưới 4 triệu mà Orient họ làm cho nó dạ quang rất là sáng và đẹp. Nó hấp thụ ánh sáng rất là nhanh nha, và nó phát quang rất là lâu và rất là sáng. Đặc biệt là những vạch dạ quang này nó sáng rất là đều, nó mới kiểu mà lẫm lẫm mà chỗ này sáng chỗ này tối, hay là nó có cái hiệu ứng là không đều không tròn màu đâu. Đây, sáng hoàn toàn và rất là đẹp đó. Đây là một điểm mà các bạn nên cân nhắc khi lựa chọn chiếc đồng hồ này, giá rẻ hơn nè và dạ quang nó ngon hơn thì nên lựa chọn con này. Về phần mặt số thì chiếc đồng hồ này thì nó sẽ có rất là nhiều phiên bản màu sắc khác nhau. Tuy nhiên thì phiên bản màu trắng này thì mình thấy cũng khá là hay. Các bạn sẽ có ba ô hiển thị phụ bên trong. Ô vị trí 12 giờ sẽ là ô để xác định thời gian là 24 hay là 12 giờ nè. Ô vị trí 9 giờ là đo được 30 phút. Ô vị trí 6 giờ lên sẽ là ô để đo được kim dây ở chức năng là chronograph. Rồi, kim dây hiện hành thì nó sẽ ở trục chính và sẽ có màu đỏ. Và nếu bạn để ý kỹ thì chiếc đồng hồ này có dòng chữ là Orient Chronograph SB. SB cái này là sport, nó về chức năng là thể thao của nó. Và các bạn sẽ có ô lịch ngày ở vị trí có 3 giờ. Đấy, đơn giản như thế này, nó cực kỳ trực quan luôn. Chiếc đồng hồ này thay da đẹp lắm nha. Rồi, quay qua Seiko để nói kỹ hơn về mặt số thì nó sẽ có một cái tông nền đen và nó sẽ hướng theo cái kiểu là nó hiện đại hơn khá là nhiều. Các bạn sẽ có vị trí 2 giờ xuống là ô để đo thời gian là 1/10 giây nè. Ở vị trí 9 giờ qua thì ô đo thời gian maximum là 60 phút. Và vị dưới 6 giờ đây là ô để đo kim dây hiện hành. Và vị trí 3 giờ sẽ là một ô để đo lực lịch ngày của chúng ta. Thì trên chiếc đồng hồ này thì các bạn sẽ có một số thông tin họ in thôi, như là Seiko này, Chronograph cũng như là 100 máy nước. Rồi, cái điểm cuối cùng mà để mình test cái đi, để xem là chiếc đồng hồ nào nó sẽ cho khả năng là vận hành là Chronograph nó mượt hơn. Mình sẽ bấm trên phiên bản là Orient và một phiên bản là Seiko. Đấy, rõ ràng khi mình bấm thì mình thấy chiếc Seiko này bộ máy nó chuyển động hơn ngon khá là nhiều. Điển hình là cái phần kim mà đo 1/10 giây á, thì chiếc đồng hồ này sẽ đo một cách nó chính xác và nó hữu hiệu hơn. Đấy, còn riêng món hồ Orient này thì nó sẽ không có kiểu mà nó quay một cách trực quan như vậy.
Và đây là một video để mình so sánh thử các bạn là chiếc đồng hồ Chronograph Nam nào tới từ Seiko hay là Orient sẽ là chiếc đồng hồ thắng thế chúng ta đầu tư trong dịp Tết này. Và với mức giá thì dưới 5 triệu thì các bạn nghĩ đâu sẽ là chiếc đồng hồ đáng chúng ta lựa chọn? Về ưu điểm, nhược điểm cũng như điểm nào chúng ta so sánh các bạn cảm thấy chưa hợp lý thì các bạn hãy comment để làm bình luận thoải mái phía dưới nhé. Và link chi tiết sản phẩm thì mình sẽ đính kèm phía dưới miêu tả video. Và nếu các bạn cảm thấy nội dung video hay và hữu ích thì đừng quên bấm một nút like, share cho bạn, nút chuông và nút đăng ký để luôn luôn cập nhật những nội dung video mới nhé. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video review tiếp theo.